Em xin kính chào tất cả các bác ạ. Em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em về được thêm một loại kiếm nữa. Đó là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng ạ. Đây, đây là một cái dòng lan mà tất cả các bác yêu hoa lan mà trồng hoa lan, trồng lan kiếm ạ, rất muốn được sưu tầm nó. Tại vì nó là dòng lan kiếm của bên Việt Nam mình. Đây, thân lá này, nó thân lá cao vừa phải. Nhưng mà cũng có chậu nó lá rất là cao. Có chậu nó lá nó cao tầm 60 cm nữa. Thường thường thì nó thường tầm vào tầm 35-40 cm. Đây, mà giá cả của nó cũng rất là bình dân ạ. Giá nó rất là hợp lý luôn. Mặt hoa cũng đẹp nữa ạ. Mặt hoa rất là đẹp. Đây, đây là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Kiếm này em bán là 300.000 một thân các bác nhé. 300.000 một thân ạ. Kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây, chậu này là 3 thân này. Các bác mà mua mẹ con ấy thì là 400. Đây, em cho các bác xem chậu mẹ con này. Mẹ con này là 400 này. Mẹ con 400. Còn cái này là 3 thân này. 3 thân 300. Các bác mà mua chậu này ấy thì các bác sẽ được lãi 2 mầm con. Đó, 2 mầm con. Có nghĩa là chậu này 3 thân này. 3 thân. Các bác mà mua 3 thân này thì các bác sẽ được lãi 2 mầm con này. Đấy. Mầm lên rất là khỏe rồi. Chậu này cũng vậy, chậu này cũng 3 thân. Các bác mà mua 3 thân này các bác cũng sẽ được lãi này. Một mầm này. Hai mầm này. 900 mà được lãi 2 mầm con ạ. Chậu này 3 thân cũng 900 mà được lãi 2 mầm con. Các bác mua chậu này còn đẹp hơn nữa này. 2 thân 2 mầm. 2 thân 2 mầm con này. Chậu này là 600 ạ. Đây các bác được lãi 2 mầm này. Rất là đẹp các bác nhé. Đây ạ. Chậu này cũng 3 thân, một mầm. Đây mầm của nó rất là khỏe. Và cây mẹ của nó cũng rất là đẹp ạ. Cái này là 3 thân. Là 900 các bác nhá. 3 thân là 900 ạ. Các bác mà mua lẻ từng thân ấy thì là vào 300.000 một thân. Mẹ con của nó rơi vào 400 ạ. Đây mẹ con to là 400 này. Đây em có một chậu mẹ con. Đây là 400. Đây là lòng. Đó là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng các bác nhé. Còn đây là đen rojaja. Chậu rất là nhiều thân ạ. Chậu nhiều thân và rất là nhiều ngồng hoa. Cái này mà các bác mang về trồng mà mình chăm sóc được tốt ấy, mỗi chậu của nó sẽ có rất là nhiều ngồng hoa. Đấy. Rất là nhiều mầm ạ. Cái này là có hoa canh quanh năm các bác nhé. Cái mầm tơ này nó trưởng thành ấy thì nó lại sẽ có lại có ngồng hoa. Rồi nó lại lên mầm mới lại có ngồng hoa các bác nhá. Chứ không nó cứ có không phải là nó cứ một mùa hoa đâu. Đây. Chậu này. Ví dụ như chậu này. 4 ngồng hoa này. Các bác mà chăm sóc được tốt thì nó rất là cây rất là khỏe và rất là nhiều ngồng hoa. Mà cũng rất là dễ chăm sóc các bác nhá. Dễ trồng và dễ chăm. Về các bác chỉ cần bỏ cái cốc nhựa trắng này, cốc nhựa đen này ra. Rồi mình sang chậu mới và trồng theo cho thêm vỏ thông vào là được ạ. Đây ạ, đen rojaja, cái này em bán là 70.000 một chậu. 70.000 một chậu như này. Đây, mặt hoa, hoa rất là tươi và đẹp các bác nhé. Đây này, hoa rất là tươi. Đó, hoa tươi và rất là đẹp. Cái này các bác mang về để trên bàn làm việc hoặc là để trang trí nhà cửa thì rất là đẹp. Cái này với các bác về để bàn làm việc thì rất là tuyệt vời luôn. Đây, đen rojaja. Đây, ngoài ra thì những cái dòng kiếm gieo hạt của nhà em. Kiếm Huế gieo hạt này, 80.000 một cốc. Đây, cây nó bé như này các bác nhé. Kiếm Huế rau hạt là 80.000 này. Phan Chí. Phan Chí này là 100.000. Tất cả những cái dòng này ấy, thì là nhà vườn Việt Nam nhà mình gieo hạt các bác nhé. Nên các bác yên tâm. Chứ không phải là nhập ở bên đâu về, ở đâu về đâu ạ. Đây ạ. Cái này là Quảng Bình ạ. Vàng Quảng Bình. Nhà em hiện tại đang có vàng Quảng Bình này. Xanh Huế này. Phan Chí này, trắng Yên Bái ạ. Đấy, Phan Chí của em là 100.000 một cốc. Còn lại những cái loại kia là đều là 80.000.
Còn những cái dòng hàng kiếm đột biến của Thái Lan này. Đây là hàng kiếm đột biến Thái Lan các bác nhé. Những cái hàng đột biến của Thái Lan thì hoa nó rất là đẹp. Hoa mặt hoa xuất sắc này. Thân lá đẹp này, hoa đẹp. Rất là đáng sưu tầm các bác ạ. Rất đáng để các bác sưu tầm. Lady Pink này. Một thân là 800 ạ, mẹ con là 1 triệu ạ. Đây là Lady Pink ạ. Julia là 450.000 một thân. Còn Juncha là 700 ạ. Juncha là 700.000. Đây, sang Juncha đây. Đây. Thân lá rất là đẹp các bác nhé. Và giá cả của nó thì nó không đắt như những cái dòng kiếm đột biến ở Việt Nam. Những cái dòng kiếm đột biến ở Việt Nam thì giá cả nó đắt hơn, còn ở bên Thái thì nó rẻ hơn và mặt hoa của nó cũng rất là xuất sắc ạ. Các bác mà trồng cũng rất là đẹp. Đó là những cái hôm nay em về được những cái dòng kiếm đấy ạ. Còn những cái mặt hàng khác ở vườn nhà em vẫn luôn có sẵn các bác nhé, vẫn luôn có ạ. Như là cát này, phi điệp này, lan vũ nữ này, rồi thì trần mộng xuân, các vật tư hoa lan, rêu rừng này, giớn cọng, rồi các loại phân thuốc, bảng giớn, trụ giớn em đều có các bác nhé. Các bác mà yêu thích mặt hàng nào hoặc là muốn cần những cái vật tư nào cho hoa lan thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại là 0349622078. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều.